Xin thân mến kính chào tất cả quý khách hàng, quý bà con cô bác và buổi tối ngày hôm nay chúc mọi người buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Trên màn hình thì hôm nay chúng tôi đang giới thiệu một cái sản phẩm, đó là Doosan đời 2022 bán hộ ông anh tại Phan Thiết, Bình Thuận. Bà con nào mà đang cần sử dụng cái sản phẩm này thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bóc trá màn hình video. Con này thuộc đời 2022, ta vẹt biển số đầy đủ quý vị nhé, ta vẹt biển số đầy đủ luôn, hai cầu số thắng đầy đủ, thủy lực VIP, cầu số khỏe, chạy nhanh thì quý vị thấy ở trên màn hình thì chạy nhanh như ô tô rồi. Giá thì chúng tôi sẽ để ở trên phần tiêu đề để cho quý vị có thể là tiện theo dõi cũng như là cân đo đong đếm cái tài chính của mình. 280 triệu tại Phan Thiết, Bình Thuận. Mọi thông tin chi tiết cụ thể nhất thì quý vị cứ trực tiếp nhắn tin qua Zalo hoặc gọi điện trực tiếp với chúng tôi. Anh em ở gần Bình Thuận thì có thể đến tận nơi nhìn tận mắt xem tay cái sản phẩm này. Còn như anh em ở xa thì có thể mua qua hình ảnh cũng được. Giá cả thì giá chốt cho sản phẩm này là 280 triệu, chung là tiền nào của đấy, xe ok, thủy lực VIP, giá cả cũng hợp lý cho tất cả quý khách hàng mà đang cần sử dụng cái dòng sản phẩm lốp Hyundai đời 2022 này. Rồi còn về vấn đề, chúng tôi còn một số sản phẩm 025 bánh xích ở trên khu vực thành phố Buôn Thuật cũng như là ở trên Bình Dương, lấy Bình Dương. Quý vị và quý chị mà đang cần bất cứ một cái sản phẩm nào đó 025 thì có thể liên hệ với tôi, có cả xe nhập Trung và xe nhập Nhật, xe nhập Hàn quý vị nhé. Nói chung là xe như thế nào chúng tôi sẽ nói như vậy để đỡ mất thời gian của đôi bên, đỡ mất thời gian của quý vị và của chúng tôi. Trở lại với sản phẩm này thì quý vị thấy nước sơn của nó là nước sơn nguyên bản, lốp đẹp, cầu số ok, giá thì cũng hợp lý rồi. Anh em mà đang cần cái số vốn đâu đó dưới 300 một chút xíu thì đây là một cái sản phẩm mà chúng ta nên cân đối cũng như là nên xem xét và tham khảo. Chúng tôi còn một số cái sản phẩm dòng 0507 khối 2 và dòng đó thì chúng tôi sẽ để ở trên thành phố Buôn Thuật. Quý anh chị, quý bà con, cô bác ở khu vực lanh quanh đâu đó, khu vực Buôn Ma Thuật hoặc các tỉnh Tây Nguyên thì có thể đến bãi của tôi để thử xe và tham khảo những cái sản phẩm mà quý vị đang cần, cũng như là cân đo đong đếm cái túi tiền và tài chính và cái hoàn cảnh sử dụng của mình quý vị nhé. Có rất là nhiều những cái sản phẩm mà chúng tôi đăng tải trên thì quý vị lâu rồi, quý vị có gọi điện hỏi thì thực sự ra mà những cái con đó thì chúng tôi bán rồi. Anh chị em và con cô bác nhà mình nhé, mà muốn theo dõi những sản phẩm mà chúng tôi đăng tải sớm nhất thì quý vị có thể đăng ký kênh, ấn vào cái nút chuông á. Mỗi lần chúng tôi ra một cái sản phẩm nào đó thì quý vị có thể nhận được ngay cái thông báo và bà con nhà mình có thể là vào xem luôn được, biết đâu chúng ta sẽ ưng ý được một cái sản phẩm nào đó ở bãi của chúng tôi. Còn quý vị không đăng ký thì lâu lâu nó hiện lên thì những cái sản phẩm đó chúng tôi có thể đăng cách đây khoảng 1 đến 2 tháng gì đó, cho nên là nó không có ở bãi và chúng tôi đã bán rồi. Mọi người nhớ đăng ký kênh và theo dõi nhiều hơn những sản phẩm mà chúng tôi đăng tải. Mọi người gọi điện trực tiếp qua số điện thoại của chúng tôi trên màn hình video ấy và số Zalo luôn. Còn quý vị mà nhắn trên kênh YouTube thì chúng tôi chưa kịp trả lời, thì mong đâu đó mọi người hết sức thông cảm. Thật sự mà nói thì chúng tôi cũng rất là nhiều việc nên là không để ý ở trên cái bình luận ở trên kênh YouTube được. Chúng tôi chỉ có để ý được ở khu vực Zalo và số điện thoại quý vị ạ. Bây giờ thì thân ái xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng và con cô bác của mình và những video và những sản phẩm tiếp theo. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thân ái quyết thắng xin chào mọi người.